Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì An Gia sẽ tổ chức giới thiệu hai cái căn hộ mới làm mẫu cho cái dự án The WestGate tại trung tâm huyện Bình Chánh. Thì cái mẫu đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là cái mẫu 2 phòng ngủ. Đây được coi là một cái mẫu best seller của An Gia gần đây. Xin mời chúng ta tham quan dự án. Trước tiên thì tôi nói về cái cửa chính thì vẫn trung thành với cái cửa Galaxy, đó là cửa thép chống cháy. Đây là cái cửa mà đang đạt tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy tốt nhất hiện nay, và nó cho phép chúng tôi được thay đổi những cái màu sắc cũng như là những cái hoàn thiện của cái mặt cửa rất dễ dàng. Và theo cái concept là reborn, tái sinh thịnh vượng, thì chúng tôi hiện nay đang đi những cái tông màu khá là mới, fresh cho cái dự án này, và chúng ta cùng tham quan. Thì ngay cái chỗ đầu tiên đây, cái khu vực tiền phòng này, thì chúng tôi có bố trí là cái khu vực mà để tủ giày. Màu sắc của những cái tủ giày là cũng đã được tương quan, matching với cả cái cửa chính của căn hộ, để khi vào đây chúng ta cũng đã thấy được một cái cảm giác về màu sắc nó rất là êm ái. Khi tôi nói cái căn hộ này là best seller của dự án cũng có lý do của nó, đó là cái diện tích rất là gọn, chỉ có độ khoảng 65 m² thôi. Chúng tôi đã có 20 phòng ngủ, 2 vệ sinh, và trái tim của cái căn hộ này chính là cái khu vực phòng khách và khu vực phòng ăn ở đây. Tức là khi mà chúng ta bước vào, chúng ta thấy ngay một không gian rất là rộng của khu vực phòng khách và phòng ăn. Để tăng cái độ rộng của cái không gian này thì đây cũng là những cái gợi ý của chúng tôi. Ví dụ ở cái vách đối diện kia là tôi sẽ bố trí những cái vách kiếng thủy để nó tăng cái không gian rộng ra. Và nếu các bạn để ý sẽ thấy từ màu sắc của giấy dán tường, những cái đồ ghế ngồi, furniture, những cái bàn, và chúng tôi đã cố gắng đi theo một cái tông màu nó rất là nhẹ. Trong ngôn ngữ nó có thể gọi là pastel, những cái màu nó rất là nhu, êm ái, nhẹ nhàng. Đó. Thì cái phần dining của chúng ta ở đây, phòng ăn, và chúng tôi đã thử thiết kế để cho tạo ra một cái sự liên hoàn giữa cái khu vực này với cái khu vực bếp ở đây. Đây là cái điểm khác biệt của cái dòng sản phẩm này. Nếu mà chúng ta trước đây thường thấy là cái khu vực góc này là sẽ bố trí một cái bếp L, nó là một cái không gian bếp mở, thì ở cái dự án này cái phần bếp được chuyển qua bên đây với cái ngôn ngữ concept là sao? Vừa kín vừa mở. Thì cái không gian như vậy nó cho phép là tạo ra một cái sự riêng tư nhất định. Và trong cái quá trình nghiên cứu với các khách hàng thì cái mẫu sản phẩm này được đánh giá rất là cao. Các bà nội trợ hiện nay đang có xu hướng muốn sử dụng theo cái phong cách này rất là nhiều. Và đặc biệt các cái gia đình trẻ, khi mà chúng ta phải nấu nướng và có nhiều những cái thứ mà cần phải chuẩn bị chẳng hạn đi, thì một cái góc mà nó gọi là kín, nó cho phép chúng ta cất giấu, che bớt những cái thứ mà chúng ta không cần phô diễn ở bên ngoài. Nhưng nó vẫn mở là cái gì? Từ cái không gian đây chúng ta đem đồ ăn qua khu vực bàn ăn rất là dễ dàng. Đó. Và đây là cái khu vực mà giao thông, và kết hợp với chúng ta đứng thao tác thì nó rất là rộng rãi. Và một cái đặc điểm nữa là vì nó là một cái phần nhánh để đi qua cái khu vực không gian ở phía ngoài này, đó là khu vực phòng giặt đồ. Thì đối với các bà nội trợ, bếp và cái khu vực phòng phơi giặt đồ, đó là những cái mà các bà nội trợ rất là quan tâm. Các bà nội trợ đánh giá những khu vực này được thiết kế như nào để quyết định mua cái dòng sản phẩm này. Ở đây chúng tôi thiết kế để cái khu vực ở đây sử dụng được cái máy giặt và sấy 2 trong 1. Hiện nay nó cũng là cái xu hướng. Thứ nhất, cái lý do là sao? Khi mà chúng ta tổ hợp cái này ở một cái độ cao nhất định như này, nó vẫn xếp được cái máy như vậy. Và phía trên đó, cái phần cửa sổ trên này nó không bị ảnh hưởng, nó vẫn lấy sáng và lấy gió tự nhiên cho cái phòng ngủ thứ hai ở trong này. Nếu mà chúng ta phơi đồ đi thì cũng có nhiều cái cách phơi đồ, mà ở với cái diện tích như thế này tôi có thể gợi ý là hiện nay là ở thị trường nó bán những cái dạng giá gập phơi đồ. Khi chúng ta cần phơi thêm hoặc những cái món đồ mà không muốn sấy thì chúng ta có thể là mở cái phần giá phơi đó và chúng ta phơi đây, thì như vậy là nó vẫn ở cái độ cao rất là thấp như thế này đó, nó không ảnh hưởng đến cái tầm nhìn, cái ánh sáng tự nhiên cũng như thông gió cho cái cửa sổ của phòng này. Và khi mà chúng ta dùng xong thì chúng ta gấp gọn lại và cất đi. Nó cho phép chúng ta làm nhiều thêm những cái phần sáng tạo cho phần không gian của cái khu vực phòng giặt này. Đó có thể là cây xanh, có thể là những cái đồ bày, những cái bộ sưu tầm đồ gốm sứ nhỏ nhỏ mà các cái bà nội trợ cũng rất là thích. Thì tôi tin rằng là cái dòng sản phẩm như thế này thì các bà nội trợ sẽ đánh giá rất là cao. Rồi, xin mời chúng ta tiếp tục đi vào các không gian khác. Bây giờ chúng ta cùng tới cái khu vực phòng khách. Thì đối với những cái gia đình nhỏ đi thì cái diện tích của một cái khu vực này cũng vừa đủ để là cái nơi mà đón tiếp một số những cái bạn bè tới chơi, hoặc là gia đình quây quần bên nhau ở đây. Thì tôi nhấn mạnh là đây là cái dòng sản phẩm mà nhắm tới các khách hàng, những đối tượng lần đầu tiên sở hữu nhà. Họ cần những cái không gian rất là căn bản nhưng được khéo léo thiết kế để làm sao mà nó vừa đủ những cái công năng cho họ, nhưng không cảm thấy là nó bị gò bó trong một cái không gian mà cái diện tích khá là tiết kiệm. Rồi, xin mời chúng ta tham quan qua khu vực phòng Master Bedroom. Đầu tiên là đối với cái thiết kế của chúng tôi là chúng tôi làm những cái cửa sổ rất là lớn như vậy để mà lấy được cái ánh sáng tự nhiên vào cái phòng này. Thì khi mà với cái tràn ngập ánh sáng, với những mẫu mã thiết kế và những tông màu được chọn khá là nhẹ nhàng thì các bạn sẽ thấy một cái phòng ngủ như thế này nó rất là thư thái. Có rất nhiều những cái cách để chúng ta làm những cái không gian để cất tủ đồ. Các bạn đã biết hiện nay thị trường chúng ta có những cái mẫu tủ đồ dạng không gian mở như thế này, sử dụng bằng những cái chất liệu kiếng, những cái ván hậu tùy theo cái mức độ chúng ta đầu tư. Ví dụ ở đây chúng tôi là muốn cho các bạn cảm thấy cái độ touch and feel, là chúng ta làm những cái chất liệu tự nhiên, thậm chí ở đây là bằng chất liệu da. Đó. Khi mà chúng ta cảm nhận và sờ nắm vào những cái chi tiết như này, chúng ta sẽ cảm thấy rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Là một cái phòng như vậy thì chúng ta có thể gợi ý, tôi ở đây là chúng tôi gợi ý thêm là có thể các bạn có thể treo những bức tranh. Đó. Ở đây là trường hợp này chúng tôi là làm một cái giấy dán tường và chúng tôi in một cái tranh đó lên thẳng cái giấy dán tường này và dán lên cái phần đầu giường. Thì ở đây là cái gì? Thì rõ ràng nó cái không hề phức tạp một chút nào. Chúng ta là chỉ cần kiếm những cái đồ họa, những cái graphic mà chúng ta yêu thích, của những cái bức tranh mà chúng ta yêu thích, là chúng ta có thể đi đặt in lên những cái giấy dán tường như vậy và chúng ta dán trực tiếp trên cái phần đầu giường như thế này. Đó, đó là đã tạo một cái sự khác biệt và có cá tính cho chúng ta rồi. Tiếp theo thì tôi xin giới thiệu với các bạn cái khu vực phòng của các bé nhỏ. Thì vừa rồi là cái phòng của hai vợ chồng. Vậy thì những cái phòng của các bé nhỏ thì có những cái gì mới trong cái lần này? Thì đối với cái căn hộ mà chúng tôi đang đánh giá là nhắm tới cái đối tượng khách hàng lần đầu tiên mua nhà, gia đình mới thành lập, thì chúng tôi đang thiết kế demo ở đây là cho hai cái bạn nhỏ, hai bạn gái sinh sắn, sinh đôi. Thì ở đây với một cái màu sắc cũng khá là êm và đặc biệt là tạo một cái không gian mới. Nếu mà trước đây các bạn tham quan những cái nhà mẫu của An Gia thì chúng tôi có làm những cái giường tầng 1, tầng 2 nó trực tiếp lên nhau. Thì ở đây thì tôi tạo ra một cái sự khác biệt đi, nó tạo thành những cái phần không gian lạ hơn. Trẻ em nó có những cái tính tò mò và nó có những cái sự khám phá nhất định, và chúng tôi đang muốn ý tưởng là tạo nên những cái không gian trong một cái không gian để cho nó có tăng cái độ sáng tạo và những cái tư duy của trẻ nó cũng sẽ thay đổi. Nếu mà chúng ta là có những cái mà ví dụ mình làm cho nó khéo léo đi thì chính nó đời sau cũng sẽ trở thành những cái thứ rất là hữu ích. Ví dụ như là những cái tủ quần áo đằng kia, nếu mà chúng ta sẽ thấy là giống như một cái kho đồ đó, thì chúng ta hình dung nó giống như một cái ngôi nhà nho nhỏ của cái bạn nhỏ đó ở trong cái khu vực đó luôn. Thì với một cái không gian như vậy là chúng ta hoàn toàn là sáng tạo được cho rất nhiều cái lứa tuổi. Thì ở đây là ví dụ cho những cái lứa tuổi là cũng mới học ở lớp chồi. Thì đối với nội thất thì trong vòng độ khoảng 3 năm đến 5 năm thì chúng ta có thể refresh lại. Khi mà các cái bé đã lớn lên thì chúng ta có thể lần nữa để thay đổi những cái không gian. Và khi bé đã đi học lớn lên thì bé có những cái trải nghiệm khác, thì khi đó chúng ta cũng lại thay đổi một cái hình thái khác để cho bé lớn theo năm tháng. Tiếp theo thì các bạn sẽ tham quan tới các khu vực phòng vệ sinh. Thì ở cái dự án này mặc dù cái diện tích cũng khá là nhỏ và khiêm tốn, nhưng các cái phòng vệ sinh của chúng tôi cũng sẽ vẫn đạt những cái tiêu chuẩn lắp các thiết bị của Hafler và bàn giao những cái bộ phụ kiện theo đúng cái tiêu chuẩn mà chúng tôi đã cam kết. Thiết kế về ánh sáng, thiết kế về những cái phần khu vực học tủ. Có một cái điểm các bạn cũng sẽ cần lưu ý là khu vực lần này thì chúng tôi làm khá là đơn giản cho những cái khu vực phần gương soi. Nhưng mà mặc dù đơn giản là không có những cái phần tủ học hay là cất đồ ở trên đó, thì cái phần đó thì khách hàng về có thể khách hàng sẽ lắp thêm. Nhưng mà một cái tấm gương lớn như vậy khi vào thì chúng ta sẽ thấy được nó rất là ấn tượng. Phần tiếp theo thì các bạn cũng sẽ lưu ý là ngay cả cái phòng vệ sinh ở trong phòng master ấy, là chúng tôi cũng sẽ có cái khu vực cửa sổ để mà thông gió tự nhiên. Nó làm cho cái phần sàn nhà luôn luôn được thoáng, khô ráo. Thì rõ ràng là một cái sản phẩm mà best seller của chúng tôi như thế này thì các bạn sẽ thấy được là nó đánh vào cái đối tượng khách hàng mới lập gia đình, trẻ, sở hữu lần đầu. Rồi, xin cảm ơn.